Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Được đầu tư với số vốn lên đến 1.100 tỷ đồng, tuy nhiên sau gần 7 tháng đưa vào sử dụng, bệnh viện vùng Tây Nguyên đã xuống cấp, rột nước mỗi khi trời mưa. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân La có số điện thoại 0989 3 số cuối 396. Đổ đê lấn biển, một doanh nghiệp đang phá nát vẻ hoang sơ của bãi biển Ninh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0915 3 số cuối 999. Trải nghiệm cảm giác săn chuột đồng, bắt ếch trong mùa nước nổi trên những cánh đồng miền Tây qua chia sẻ của khán giả Phúc Dương có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của thiếu nhi toàn quốc đạt giải thưởng về an toàn giao thông năm 2017-2019, chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Nhiều con đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh thay đổi diện mạo, một phần nhờ có sự chung tay góp sức của các em học sinh trồng cây hoa làm sạch môi trường. Chia sẻ của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 28 tháng 9, trên quốc lộ 1A đoạn thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai mẹ con tử vong tại chỗ. Theo thông tin, khán giả Vĩnh Linh có số điện thoại 0957 3 số cuối 656 tìm hiểu được thì các nạn nhân gặp nạn trong khi đang trên đường về quê dự đám tang của người thân. Vào khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 9, Nguyễn Vũ Luân, sinh năm 2003, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe máy biển số 67M1-45879. Thừa mẹ ruột là bà Châu Thị Mót, sinh năm 1975. Lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi đến đoạn thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải do tài xế Dương Hải Đăng, sinh năm 1973, trú tại Sóc Trăng, đang dừng bên đường. Hậu quả làm Luân và bà Mót tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng hoàn toàn phần đầu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám hiện trường, sau đó bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự. Trong khi đó, mới đây tại Tiền Giang, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô loại 5 chỗ và xe máy. Hậu quả, vụ tai nạn là một nam thanh niên nhập viện cấp cứu. Phương tiện vỡ nát phần đầu sau tai nạn. Người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 27 tháng 9, xe ô tô con loại 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51A-13728 do tài xế Phạm Quang Khải, sinh năm 1987, ngụ ở tỉnh Bến Tre, điều khiển, đang từ bên trong đường cạnh Ủy ban Nhân dân xã Long An, huyện Châu Thành, băng ngang ra quốc lộ 1A. Cùng thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 59E130221 do một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Do quá bất ngờ nên nam thanh niên không xử lý kịp đã tông thẳng vào phần hông của chiếc xe con, làm người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Sau cú va chạm, nam thanh niên được các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tiền Giang dùng xe đặc chủng của ngành đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy tay và gãy chân. Thưa quý vị, được khởi công xây dựng từ năm 2010 với quy mô lớn, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, dự kiến năm 2013 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Ì ạch mãi gần 10 năm sau ngày khởi công, đến tháng 2 năm 2019, công trình mới được bàn giao và đưa vào sử dụng. Thế nhưng hiện nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang có dấu hiệu xuống cấp. Theo phản ánh của khán giả Phạm Xuân La, có số điện thoại 0989 3 số cuối 396, thì nhiều nơi rột, nước thấm trần sau mỗi trận mưa. Nhiều ngày qua, người thân và các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rất bức xúc phản ánh tình trạng
Nước từ trên trần chảy xuống nền sau mỗi trận mưa khiến khu vực khám chữa bệnh bị đọng nước, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường điều trị. Mặc dù mới đưa vào sử dụng được khoảng 7 tháng, nhưng nhiều hệ thống thiết bị máy móc ở bệnh viện này đã có dấu hiệu xuống cấp. Theo ghi nhận của khán giả, khu vực bị dột nhiều nhất là ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Nước thấm qua trần và chảy mạnh sau mỗi trận mưa. Các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây phải sử dụng xô, chậu để hứng nước. Thực trạng này đã khiến sàn nhà luôn ẩm ướt, trơn trượt, gây khó khăn cho việc di chuyển, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mới đây nhất vào ngày 20 tháng 9, đơn vị đã có văn bản kiến nghị Sở Y tế Đắk Lắk về việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết về cơ sở vật chất của bệnh viện. Dẫu vậy, thì khán giả Xuân La cho rằng, một bệnh viện vùng có số vốn đầu tư xây dựng lên đến 1.100 tỷ đồng, nhưng khi đưa vào sử dụng mới chỉ vài tháng, đã lại lộ ra quá nhiều hạn chế, bất cập, đã cho thấy việc phê duyệt dự án và thi công có những lỗ hổng, thiếu tầm nhìn, thiếu cả chuyên môn, không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn đối với thầy thuốc, nhất là bệnh nhân. Thưa quý vị, bao đời nay, người dân xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa tự hào có bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn màng, xinh đẹp. Thế nhưng một doanh nghiệp đến và đổ xuống đó hàng nghìn khối đất đá để làm một con đê đâm thẳng từ bờ ra biển. Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại là 0915 3 số cuối 999, thì con đê như một vết sẹo xấu xí, phá nát cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp ở nơi đây. Từng khối đá chồng chất cao ngất ngưởng nằm tràn lan, bừa bãi trên bãi biển, với chủ đích ngăn chia rõ rệt vùng dành cho khách tắm biển. Ngoài phá nát cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây, thì khối đá còn cản trở việc đi lại của người dân địa phương, khiến các ngư dân làng biển rất bức xúc. Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, việc tự tiện đổ vô số khối đất đá ngay trên vùng biển rất đẹp là hành vi hoàn toàn trái phép, vi phạm đến quyết định cấp đất cho đơn vị này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trước thực trạng trên, địa phương và các ngành chức năng đã nhiều lần làm việc yêu cầu công ty Ninh Phước khắc phục đơn vị đổ đá ngăn bờ biển, trả lại hiện trạng cho bãi biển. Nhưng việc khắc phục của công ty là quá chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Còn tại An Giang, săn chuột đồng, săn bắt ếch, bắt cua đồng, đổ dớn, hái cà na, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn đồng quê ngay trên sông nước. Đó là dịch vụ trải nghiệm khu du lịch nước nổi mới có tại vùng sinh thái Đông Tây Cái Mây thuộc xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân. Khán giả Phúc Dương có số điện thoại 0939 và số cuối 656 cho biết, dù mới đưa vào hoạt động nhưng sự mới lạ của loại hình du lịch này đã thu hút được rất đông du khách. Nước tràn đồng do xả lũ. Những ngày này, vùng sinh thái ngập nước Đông Tây Cái Mây thuộc xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tạo thành không gian sống động cho những ai thích hoạt động khám phá du lịch trải nghiệm. Năm nay, tuy con nước về muộn, nhưng sản vật thiên nhiên ở vùng xả lũ Cái Mây vô cùng phong phú. Vì vậy, nhiều hộ nông dân đã tận dụng thiên nhiên để khai thác dịch vụ du lịch trải nghiệm phục vụ các món ăn dân dã đồng quê. Chi phí tham quan vòng quanh đồng nước nổi chỉ 39.000 đồng cho một du khách. Còn thức ăn thì tùy theo món chế biến và số lượng người đặt. Không chỉ mới hoạt động, nhưng những điểm trải nghiệm du lịch sinh thái tại vùng đất này gần đây đã thu hút nhiều khách gần xa đặt tour đến vui chơi. Nước lũ về rất là nhiều, rồi kèm theo đó những cái sản vật cũng của địa phương như là chuột đồng nè, ếch và những loại cá của từ thiên nhiên ban tặng cho xã Hiệp Sương chúng tôi cũng rất là phong phú. Từ đó thì tôi mới suy nghĩ ra một cái mô hình là du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp á. Thì kết hợp với chế biến tại chỗ các món mà khi mà du khách cùng với cái những người hướng dẫn á, săn bắt, sau đó đem về tự chế biến và sẽ dùng những cái món đặc sản.
Người phố thị ai cũng hào hứng với cách dung loạn bồng bềnh trên sông nước. Ngoài bắt ếch quanh bờ cây, bắt cua đồng, đủ giớn, hay thỏa thích tắm sông, vẫn là trò chơi bơi chuồng quanh các cụ cây săn bắt chuột đồng. Sau khi chế biến thức ăn tại chỗ, du khách được tận hưởng sản vật thiên nhiên ngay ngoài đồng lộng gió. Mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm sông nước cũng đang được hộ nông dân xã Hiệp Hương, huyện Phú Tân định hướng phát triển mở rộng khoảng 1.800 ha diện tích mặt nước để khai thác du lịch mùa nước nổi hàng năm. Thưởng thức đặc sản đồng quê kèm vui chơi giải trí là thú vui hiếm thấy ở vùng sông nước miền Tây. Hoạt động du lịch nông nghiệp khám phá sản vật thiên nhiên kỳ thú ở vùng đất ngập nước Đông Tây Cái Mây sẽ dừng lại sau 3 tháng để bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng tiếp tục sản xuất nông nghiệp. Chiều ngày 27 tháng 9 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức khai mạc Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề là mở trang sách sáng tương lai. Khán giả Nguyễn Ngọc có số điện thoại 0388 và số cuối 784 cho biết, đây cũng là lần đầu tiên Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm giới thiệu những quyển sách hay, có ý nghĩa, nội dung bổ ích cho các bạn trẻ học tập, đồng thời định hướng phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách ngay từ lúc nhỏ của các em thiếu nhi. Tại lòng đường sách, trưng bày những tủ sách khuyến học phù hợp với từng độ tuổi thiếu nhi. Cùng với đó là hoạt động triển lãm vẽ bìa sách và các nhân vật trong sách được yêu thích của các em học sinh. Hoạt động hóa thân cùng sách, kể và bình luận sách, các trò chơi trí tuệ, thi vẽ ước mơ. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia trò chơi rèn luyện trí tuệ, các hoạt động tăng khả năng sáng tạo thông qua các sân chơi hấp dẫn như gấp giấy origami, trải nghiệm với trò chơi lắp ráp Lego, nặn đất sét, dạy làm gốm, vẽ tranh, tập pha chế. Các gia đình phụ huynh cùng các em nhỏ có thể cùng chia sẻ, thảo luận về một quyển sách hay trong không gian tương tác, đọc sách cùng con. Hay việc hướng dẫn, định hướng trẻ yêu và bảo vệ môi trường với chương trình đổi sách cũ, lấy sách mới. Đến nay con được chơi, đọc sách, mua sách, chuyện, cả con chơi với bạn bè thì rất là vui. Ở nhà thì bé cũng có đọc sách, thỉnh thoảng đọc sách nhưng mà có vẻ là đọc một mình là bé nó cũng hạn chế hơn là so với việc mà bé nó tham quan cái hội sách này thì thấy có nhiều nguồn sách và các bạn và đông vui như vậy thì bé sẽ rất là thích đọc hơn so với lại ở nhà. Ngoài ra, đến với hội sách, các bạn đọc sẽ nhận được chiết khấu từ 20 đến 50% sách dành cho thiếu nhi tại các gian hàng. Đặc biệt, hoạt động sách đổi sách sẽ khuyến khích các bé chia sẻ những kiến thức quý báu với mọi người và có thêm những quyển sách mới cùng kiến thức mới. Sáng ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên thành phố Nam Định, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ cùng với Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Nam Định phối hợp cùng Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày những bức tranh đạt giải về đề tài an toàn giao thông của thiếu nhi toàn quốc. Khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 và số cuối 950 cho biết, về dự triển lãm có đông đảo các thầy cô và học sinh của các trường ở thành phố Nam Định và các huyện lân cận. Triển lãm giới thiệu gần 300 bức tranh thiếu nhi được ban tổ chức lựa chọn từ hàng nghìn tranh tham dự cuộc thi vẽ về văn hóa giao thông của các em thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước từ năm 2017 đến 2019. Triển lãm tranh về an toàn giao thông giới thiệu tác phẩm vẽ của các em thiếu nhi, trong đó có rất nhiều bức vẽ đẹp để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem như văn hóa giao thông khi đua xe, không có khói xe giao thông trên phố nhà em, an toàn cuộc sống trên biển, an toàn đường biển, đánh bóng nơi quy định, đi đúng tuyến đường. Triển lãm đặc biệt chú ý đến hai bức tranh đạt giải nhất là tác phẩm Bố con cháu đội mũ bảo hiểm của Nguyễn Mai Chi, Trung tâm Sao Mai và tác phẩm Nhường ghế cho bà bầu của Nguyễn Vũ Minh Châu, Trung tâm Hòa Tâm. Tất cả
cả các bức tranh đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy của các em nhỏ, phản ánh được những hình ảnh chân thực nhất trong cuộc sống hàng ngày. Theo cháu thì đây, việc quảng bá cho cái triển lãm này chính là dùng để giáo dục cho các bạn học sinh được an toàn giao thông. Và cháu rất là mong là những buổi triển lãm này sẽ diễn ra thường xuyên hơn và được tổ chức quy mô hơn nữa. Bên cạnh những bức tranh về an toàn giao thông, các em nhỏ còn thể hiện tình yêu biển đảo thiêng liêng của các tác phẩm vẽ tranh của mình. Đó là các tranh vẽ về tình yêu của các em đối với chú Hải quân, với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với bờ biển dài rộng và cả với những con thuyền, những ngư dân ngày đêm vất vả kiếm sống, góp phần gìn giữ biển đảo của Tổ quốc. Theo khán giả Minh Vũ thì các em đã yêu từ những điều bình dị, nhỏ bé nhất và đã đem tình yêu ấy gửi vào những tác phẩm của mình. Nét đáng yêu, hồn nhiên và cả tình yêu trong sáng của các em thiếu nhi đã truyền đến những trái tim biết rung cảm người xem. Triển lãm sẽ được trưng bày tại Nam Định đến hết ngày 1 tháng 10, sau đó chuyển tiếp trưng bày tại Thái Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vài năm trước đây, hai bên lề của nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh cỏ mọc tùm, rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đổ bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đường làng ngõ xóm. Để xây dựng những con đường hoa và hàng rào xanh mướt, nhiều trường học ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào và huy động các em học sinh, các thầy cô giáo trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường giao thông nông thôn hay ngay trước cổng trường học. Khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199 cho biết phong trào này đã lan tỏa đến từng em học sinh chung tay để làm đẹp đường làm ngõ xóm. Những đường hoa tươi tắn khoe sắc, những hàng rào xanh mướt ở nhiều thôn xóm của tỉnh Hà Tĩnh. Một diện mạo mới đã thay đổi nhờ các em học sinh trên địa bàn. Từ việc tham gia trồng hoa, ý thức về bảo vệ môi trường của các em cũng được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vứt rác thải hai bên lề đường đã giảm hẳn. Những loại hoa chủ yếu được các em học sinh và trường học chọn trồng là hoa 10 giờ, hoa 8 giờ, chiều tím, cúc vạn thọ. Đây đều là những loại dễ trồng, chỉ cần cắm cành là mọc lên rất nhanh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, lại cho màu sắc rực rỡ. Không chỉ trồng ở bên đường, các em học sinh còn trồng hoa ở khuôn viên nhà trường, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp. Với những vùng quê còn khó khăn như là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thì việc có được một cây cầu kiên cố để người dân đi lại và phát triển kinh tế là điều hết sức đáng quý. Và vào ngày 28 tháng 9, Đảng ủy, Chính quyền và Nhân dân xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu chùa Phú An bắc qua rạch Mương Chùa, nối liền hai bờ kênh ấp Bình Phú. Có mặt tham dự và chia sẻ niềm vui với người dân Bình Phước Xuân, khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0989 3 số cuối 959 chia sẻ. Cầu xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng do các mạnh thường quân và người dân địa phương đóng góp. Cầu chùa Phú An có chiều dài 28m, chiều ngang 2,7m, đảm bảo an toàn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, mở ra hướng phát triển kinh tế của người dân vùng nông thôn, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh miền quê đến trường. Tại buổi lễ thông xe, Ủy ban Nhân dân xã Bình Phước Xuân đã tặng giấy khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng cầu nông thôn, đồng thời vinh danh khen thưởng cho đội thi công cầu từ thiện. Bình Phước Xuân là xã nông nghiệp của huyện Chợ Mới, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Việc đóng góp xây cầu của nhân dân trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng cầu đường giao thông. Và đáng ghi nhận nhất là công sức đóng góp của tổ từ thiện xây cầu ấp Bình Phú khi đã không ngại nắng mưa hoàn thành xây cầu trong thời gian 1 tháng, tiết kiệm nguồn ngân sách địa phương và chi phí nguyên vật liệu đáng kể. Xin chân thành cảm ơn bà con trong những ngày qua và kính thưa. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay.
Rạng sáng ngày 28 tháng 9, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai mẹ con tử vong tại chỗ. Được biết, các nạn nhân gặp nạn trong khi đang trên đường về quê dự đám tang của người thân. Phản ánh của khán giả Vĩnh Linh có số điện thoại 0957 3 số cuối 656. Bệnh viện vùng Tây Nguyên được xây dựng vào năm 2008 với quy mô lớn, có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Thế nhưng hiện nay, bệnh viện đang có dấu hiệu xuống cấp, nhiều nơi rột, nước thấm trần sau mỗi trận mưa. Các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây phải sử dụng xô chậu để hứng nước. Thực trạng này đã khiến sàn nhà luôn ẩm ướt, trơn trượt, gây khó khăn cho việc di chuyển, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân La có số điện thoại 0989 3 số cuối 396. Cảnh quan bãi biển Ninh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa vẫn là điểm du lịch sinh thái hoang sơ, êm đềm. Cho đến khi một nhà đầu tư du lịch đến phá nát cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp nơi đây. Phản ánh của khán giả Văn Hội có số điện thoại 0915 3 số cuối 999. Săn chuột đồng, bắt ếch, bắt cua đồng, đổ dớn, hái cà na, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn đồng quê ngay trên sông nước. Đó là dịch vụ trải nghiệm du lịch mùa nước nổi mới có tại vùng sinh thái Đông Tây Cái Mây thuộc xã Hiệp Hương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Được biết, loại hình du lịch này chỉ kéo dài trong 3 tháng, sau đó sẽ dừng lại để bà con vệ sinh đồng ruộng, tiếp tục sản xuất nông nghiệp. Chia sẻ của khán giả Phúc Dương có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Lần đầu tiên, Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm giới thiệu những quyển sách hay, có ý nghĩa, nội dung bổ ích cho các trẻ học tập. Đồng thời định hướng phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách ngay từ lúc nhỏ của các em thiếu nhi. Hội sách sẽ tạo ra không gian văn hóa đọc và các hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi, góp phần xây dựng xã hội học tập qua việc phát triển phong trào đọc sách và khuyến khích thói quen đọc sách. Phản ánh của khán giả Nguyễn Ngọc có số điện thoại 0388 3 số cuối 784. Sáng ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên thành phố Nam Định, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ cùng với Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Nam Định phối hợp cùng Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày những bức tranh đoạt giải về đề tài an toàn giao thông của thiếu nhi toàn quốc, triển lãm nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho các em nhỏ. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Nhiều con đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh thay đổi diện mạo. Một phần nhờ có sự chung tay góp sức của các em học sinh trồng cây hoa làm sạch môi trường. Việc làm của các em ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được các cấp chính quyền và nhân dân hết sức ủng hộ, bởi không những làm thay đổi cảnh quan môi trường mà còn có ý nghĩa trong việc giáo dục các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chia sẻ của khán giả Nhật Bảo. Ngày 28 tháng 9, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu chùa Phú An, bắt qua rạch Mương Chùa, nối liền hai bờ kênh ấp Bình Phú. Được biết, Bình Phước Xuân là xã nông nghiệp của huyện Chợ Mới, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Việc đóng góp xây cầu của nhân dân sẽ tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.